Thưa quý vị và các bạn, xã Chí Tân được biết đến là vùng chuyên canh nghệ từ nhiều năm nay. 90% các hộ dân của xã đều trồng nghệ. Trong khi việc tiêu thụ nông sản trên khắp cả nước gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, thì người dân xã Chí Tân vẫn yên tâm về vấn đề đầu ra cho cây nghệ khi các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất. Toàn xã Chí Tân có khoảng 140 ha trồng nghệ, sản lượng nghệ ước tính là 5.000 tấn một năm. Vụ nghệ năm nay có giá thành từ 5.500 đến 6.000 đồng một kg, bằng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, việc tiêu thụ nghệ tại xã Chí Tân khá thuận lợi, bởi các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nghệ trên địa bàn xã tích cực thu mua nghệ cho bà con. Không có hiện tượng thương lái ép giá. Bên cạnh đó, ngoài các mặt hàng truyền thống như bột nghệ, tinh bột nghệ, các doanh nghiệp cơ sở sản xuất nghệ cũng sản xuất đa dạng các sản phẩm từ nghệ như mỹ phẩm chăm sóc da từ nghệ, sữa nghệ, gia vị từ nghệ. Do chú trọng đến chất lượng và đa dạng các sản phẩm nên nghệ Chí Tân đã có mặt ở nhiều thị trường khó tính như thị trường Nhật Bản, thị trường châu Âu. Nhờ vậy mà không chỉ giúp cho người dân Chí Tân mà còn giúp cho người trồng nghệ ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh tiêu thụ thuận lợi hơn.